Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì phiên họp. Hội nghị dành nhiều thời gian cho ý kiến đối với kết quả tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy giao trong 10 tháng đầu năm 2022. Tiến độ kết quả thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố, công tác chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và chuyển mục đích sử dụng đất. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, đặc biệt là đất Kim Long, quỹ đất 2, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quyết liệt hơn nữa có giải pháp chỉ đạo cụ thể và giao cho các xã phường liên quan thực hiện với lộ trình cụ thể, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, quan tâm đến việc bố trí quỹ đất tái định cư để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa thành phố với tỉnh, giữa thành phố với xã phường để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Đề nghị các phòng ban đơn vị, các xã phường rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đánh giá mức độ khả năng thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng tiến độ yêu cầu đề ra, làm cơ sở để thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong năm 2022. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sơ kết công tác hội quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 4 năm 2022. Trong quý 3 năm 2022, các cấp hội Chữ thập đỏ đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Hội duy trì tốt việc thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Các cấp hội thực hiện trợ giúp được 24 địa chỉ, đăng tải được một địa chỉ lên hệ thống Ai Nhân Đạo Quốc gia. Công tác cứu trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo được triển khai kịp thời cho những đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh bạn với các hoạt động như xây dựng nhà chữ thập đỏ, trao quà, cứu trợ đột xuất. Bên cạnh đó, hội còn duy trì phát triển nhiều mô hình, chương trình như bếp ăn tình thương, hành trình đỏ. Tổng giá trị các hoạt động quý 3 năm 2022 toàn hội đạt gần 8,2 tỷ đồng. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 năm 2022, các cấp hội chữ thập đỏ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên chữ thập đỏ, tổ chức tốt các hoạt động hiến máu. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về nội dung triển khai phong trào Tết nhân ái năm 2023. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tới thăm và trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Trần Văn Toàn, đoàn viên công đoàn cơ sở tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã động viên và chúc mừng gia đình anh Trần Văn Toàn khi xây dựng xong một ngôi nhà mới khang trang và kiên cố hơn. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích khoảng 80m², kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Trong đó, Quỹ vì công nhân lao động nghèo tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 40 triệu đồng. Đây là sự động viên về tinh thần, góp một phần nhỏ giúp gia đình anh Toàn xây dựng được ngôi nhà mới, yên tâm công tác. Sau một thời gian dài thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động chấp hành thi hành án đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thóc ở thôn Yên Thư, xã Yên Phương, không thành, ngày 6 tháng 10 năm 2022, huyện Yên Lạc đã huy động nhiều lực lượng tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự đối với gia đình ông Thóc do không chịu chấp hành bản án Tòa án Nhân dân huyện Yên Lạc đã tuyên có hiệu lực thi hành từ năm 2016. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thóc được nghiệm thầu gần 12 hectare khu vực đầm xếu Yên Thư của thôn Yên Thư, xã Yên Phương từ năm 2011 đến năm 2014 để cây lúa và thả cá. Sau khi hết thời hạn của hợp đồng, Ủy ban nhân dân xã Yên Phương đã tổ chức đấu thầu giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, gia đình ông Thóc không bàn giao diện tích đầm đã thầu. Vì lý do đó, Ủy ban nhân dân xã Yên Phương đã khởi kiện ra tòa. Tại bản án dân sự sơ thẩm số 12 ngày 28 tháng 6 năm 2016, Tòa án Nhân dân huyện Yên Lạc đã tuyên hộ ông Nguyễn Văn Thóc trả lại toàn bộ diện tích gần 12 ha cho Ủy ban Nhân dân xã Yên Phương quản lý. Tuy nhiên đến nay, dù đã nhiều lần tuyên truyền, vận động và đối thoại, gia đình ông Thóc vẫn cố tình không chấp hành bản án. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân, huyện Yên Lạc đã huy động lực lượng tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với hộ gia đình ông Thóc. Trước khi tiến hành san gạt, tháo dỡ tài sản đã xây dựng, cây trồng trên đất đầm xếu, ban thực hiện cưỡng chế đã thu gom, kiểm đếm toàn bộ vật nuôi, hoa màu của hộ ông Thóc. Đây là vụ việc phức tạp, kéo dài trong nhiều năm, diện tích canh tác lớn nên việc cưỡng chế thi hành án dân sự gặp nhiều khó khăn. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành liên quan, việc cưỡng chế thi hành án được tiến hành đảm bảo an toàn, đúng các quy định của pháp luật.
Hiện nay huyện Vĩnh Tường cơ bản đạt các tiêu chí của huyện nông thôn mới, có 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao và nhiều thôn dân cư đạt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Huyện đang chỉ đạo các xã huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu xây dựng Vĩnh Tường là huyện nông thôn mới nâng cao. Huyện Vĩnh Tường hiện có 3 xã Ngũ Kiên, Vũ Di và Tam Phúc đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, huyện đặt mục tiêu xây dựng xã Ngũ Kiên đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Có thêm 3 xã Tân Phú, Bình Dương và Cao Đại đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 19 thôn đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời xác định rõ phương châm thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao phải dựa vào nội lực là chính để phát huy tối đa chủ thể là nhân dân trong thực hiện chương trình. Tập trung tuyên truyền cái ý thức của người dân để chung tay cùng với chính quyền xây dựng nông thôn mới. Thế thì có những cái tiêu chí mà chính phải là người dân phải tự giác như là phải tập trung xây dựng để nghĩa là sao để xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là để phục vụ chính cho người dân. Cụ thể như là cái tiêu chí về môi trường, thế rồi tiêu chí về cây xanh, thế rồi ý thức của nhân dân trong cái việc vệ sinh đường làng ngõ xóm. Tính từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn vốn huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đạt hơn 6.800 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư là gần 5.200 tỷ đồng. Không chỉ đóng góp tiền mặt, nhân dân trên địa bàn còn tự nguyện hiến đất tham gia ngày công lao động, đóng góp vật tư để nâng cấp các tuyến đường giao thông, thiết chế văn hóa. Nhiều gia đình đã tự chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, trồng hoa và chăm sóc cây xanh ven đường, góp phần tích cực vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư mới kiểu mẫu. Gia đình chúng tôi thì cũng hiểu rõ được về cái đường lối chính sách của Đảng cũng như là của nhà nước. Thì đối với gia đình chúng tôi thì là thật sự là cái vận động đó là cái chung nhất. Thì chúng tôi, gia đình tôi cũng ủng hộ, tức là hơn 100 mét để làm đường. Về cái phía vận động của thôn cũng như của chính quyền địa phương và các đồng chí lãnh đạo của thôn này thì chúng tôi của ít lòng nhiều, có thế nào chúng tôi cũng ủng hộ theo cái chủ trương chung. Theo quy định Bộ Tiêu chí về nông thôn mới của Trung ương, để đạt chuẩn huyện nông thôn mới, tối thiểu phải có 10% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Vì vậy, cùng với hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Vĩnh Tường đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích các địa phương đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Hơn 80% hệ thống đường giao thông được thảm nhựa, đèn đường chiếu sáng từng ngõ xóm, nhiều bức họa mang phong cảnh quê hương được kẻ vẽ. Xã Liên Châu là một trong những địa phương điển hình trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Yên Lạc. Ngay sau khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, các hộ gia đình ở Liên Châu đã tích cực tham gia chỉnh trang nhà cửa, tường rào, sân vườn của gia đình mình. Chính vì vậy, nhà đẹp, đẹp làng, đẹp xã đã trở thành một phong trào chung ở xã Liên Châu. Điều đặc biệt là không chỉ đẹp về cảnh quan, Liên Châu còn sạch về môi trường, đường làng luôn phong quang. Mọi người cũng rất là ý thức và nhất là khi mà xây dựng được cái môi trường nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao, người dân trong thôn nhà Chiêu một cũng rất là phấn khởi, họ rất là tưng bừng, rất là vui tươi và họ đều tự hào về cái nông thôn mới kiểu mẫu của mình. Hiện nay hơn 80% đường trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm có hệ thống điện chiếu sáng, các công trình phúc lợi xã hội như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang hơn. Người dân cũng rất nhanh nhạy trong việc áp dụng kỹ thuật công nghệ trong sản xuất rau sạch, ngô sinh khối, chăn nuôi thủy sản và mô hình cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất nông nghiệp có cái tính chất là đột phá bằng cách là nhân dân tiếp tục hình thành các bước tích tụ ruộng đất để làm cái cánh đồng sản xuất tập trung. Những nhóm liên quan đến thủy sản thì đều cho cái cải tạo và thực hiện từng bước là thực hiện chăn nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp, chứ không có như ngày xưa là thôi có những cái chăn nuôi theo kiểu cũ thì không đẩy được cái năng suất, chất lượng sản phẩm. Cho đến nay, Liên Châu đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, người dân cũng tự hào về những thành quả đạt được và ngày càng gắn bó với quê hương.
Thông qua công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại địa phương, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện bắt giữ một đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc về tội buôn lậu động vật quý hiếm. Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Vĩnh Phúc phối hợp Công an huyện Tam Dương kiểm tra phát hiện 5 người Trung Quốc làm việc cho một số doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh di chuyển đến địa bàn xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương để nghiên cứu tìm hiểu mua gỗ nhưng không mang theo giấy tờ tùy thân nên đã mời về cơ quan công an để làm việc. Quá trình xác minh điều tra xác định một trong 5 người trên có tên Chen Jianfu, sinh năm 1975, quốc tịch Trung Quốc, là đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã về tội buôn lậu động vật quý hiếm. Sau đó đối tượng đã lẩn trốn và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.